Con nhớ hồi còn bé là cô này là hay coi nhà con chơi, thì lúc đó là con thì nó đã lớn rồi. Ừ. Sau đó thì qua chơi thì giống như là cháu rồi em cháu của nhà vậy đó. Rồi là mình cho ăn rồi mình tắm rửa. Con này lớn mình hẹn giáp. Vậy thì mẹ của con á với anh Tự á là có lớn hơn nhau nhiều không? Dạ mẹ con hơn anh Tự có 10 tuổi à. Ừ, mà quá. Ngộ lắm, ngày xưa ông này ông còn bắt nạt mẹ con nữa cơ. Ngày xưa ông này ông còn bắt nạt mẹ con nữa cơ. Ôi trời ơi. Dạ. Thế gọi bằng chị hay gọi bằng cô? Dạ. Ngoài quê gọi bằng thím. Bằng thím. À, dạ. Thím. Nhưng mà hồi mẹ con chưa có lấy bố con á là ông này ông bắt nạt mẹ con. Úi giời ơi. Con xin chào cô Hồng Vân. Chào anh Cú Thuận. Em tên là Tự. Em đến từ quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại thì em 34 tuổi ạ. Công việc của Tự là gì? Hiện tại thì em đang làm giám đốc chi nhánh của một công ty chuyên bên xây dựng nhà phố, đó là công ty xây dựng kiến trúc Việt Quang. Rồi, mời vợ của Tự. Dạ, con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quốc Thuận. Con tên là Mỹ Duyên, năm nay con 23 tuổi. Công việc hiện tại của con là ở nhà nội trợ và giúp chồng làm kế toán cho công ty. Nghe cái giọng của hai vợ chồng này, anh đoán là đồng hương. Dạ, đúng chính xác. Ở quê của em ở đâu? Quê của em là ở Thanh Hóa. Hai bạn là vào trong đây lâu chưa? Em học hết lớp 12 là vào học đại học ở dưới Đồng Nai. Môi trường Sài Gòn thì em cũng mới làm việc là được 3 năm rồi lại đây thôi. Trước đây? Trước đó thì em làm ở Đồng Nai, dạ, đúng không? Làm ở dưới Đồng Nai. Vì cơ duyên nào em gặp được vợ em? Gặp ở Đồng Nai hay là gặp ở Sài Gòn? Vợ em là hàng xóm của em ngoài quê. Nhà hai tụi con là gần sát nhau luôn. Bố chồng của con ấy ngày trước đặt tên cho con luôn, làm cha đỡ đầu của con luôn. Nhà anh không có con gái nên là có con lúc đấy là đang bé xíu xíu à. Thế là qua bên nhà anh chơi là bố mẹ chăm sóc như con đẻ vậy á. Dạ. Như vậy là đặt sẵn từ xí ngầu với mình đó. Xí ngầu như đó, từ nhỏ đúng không? Hai cha mẹ biết nhau rồi đặt để luôn. Như vậy là từ nhỏ là con đó là đã qua nhà anh Tự coi như là chơi và sinh hoạt ở bên nhà anh Tự như nhà mình rồi, đúng không? Mà lúc đó là anh Tự là 18 tuổi đúng không? Dạ. 18 tuổi là con 6 tuổi. Dạ. Đúng không? Hoặc thậm chí là lúc con 2-3 tuổi đi. Dạ, đúng rồi, con bé xíu à. Bé xíu thì thậm chí lúc đó là anh Tự là còn phải trông em nữa. Con nhớ hồi còn bé là cô này là hay coi nhà con chơi, thì lúc đó là con thì nó đã lớn rồi. Ừ. Sau đó thì qua chơi thì giống như là cháu rồi em cháu của nhà vậy đó. Rồi là mình cho ăn rồi mình tắm rửa. Này lớn mình hẹn giáp. Vậy thì mẹ của con á với anh Tự á là có lớn hơn nhau nhiều không? Dạ mẹ con hơn anh Tự có 10 tuổi à. Ôi, mà ngộ lắm, ngày xưa ông này ông còn bắt nạt mẹ con nữa cơ. Ngày xưa ông này ông còn bắt nạt mẹ con nữa cơ. Ôi trời ơi. Dạ. Thế gọi bằng chị hay gọi bằng cô? Ngoài quê gọi bằng thím. Gọi bằng thím. Dạ. Thím. Nhưng rồi, mà hồi mẹ con chưa có lấy bố con á là ông này ông bắt nạt mẹ con. Úi giời ơi. Trước kia là bà ngoại, có nghĩa là người thân sinh ra vợ con này, thì khi đó là chưa có lập gia đình, thường là đi cắt cỏ hoặc là chăn trâu ngang ngò, thì mình khi đó thì cũng cái tuổi đôi mươi mà cũng nghịch, rồi ra rồi chặn đường rồi mấy cái trò nghịch của thanh thiếu niên nè, thế con đó. Đến khi nào thì Tự mới phát hiện rằng là cái cô bé hàng xóm của mình dễ thương, đáng yêu. Học xong cấp 3 thì em vào học đại học trong Đồng Nai. Một năm là mình phải về quê thăm gia đình. Thăm gia đình một lần. Ừ. Và những cái dịp thăm gia đình đó thì những cái năm đầu tiên thì không có để ý cô này, bởi vì là đang còn bé xíu à, cũng không có chơi với nhau nữa. Đến khi mà cô này bắt đầu học lên lớp 9, mặc cái áo dài màu trắng, tóc rất đen và dài, tôi thấy rất là ấn tượng. Lúc nào cũng cười vui vẻ. Vậy năm đó là tự học đại học năm thứ mấy ta? Con mới bắt đầu năm cuối đại học rồi. Bây giờ hỏi cô vợ nè, đến khi nào thì anh mới bắt đầu để ý em? Hai gia đình cứ trêu qua trêu lại tán tỉnh là rất là lâu. Bố mẹ chồng em bây giờ ngày xưa gọi bác mà cứ bảo là thôi mày làm con dâu bác đi, gần nhà nè, không phải lo việc làm dâu hết, ở đâu cho ở nhà mẹ đẻ cũng được. Cái đến khi con 18 tuổi học đại học, cái ông này ông cứ học cho ngoan nha, học xong 4 năm đại học là anh rước nữa nha, kiểu như là cứ trêu trêu vậy thôi, nhưng không nghĩ là sau này là lấy nhau thật. Ông cứ thi thoảng nhắn tin thôi, gọi là anh em nhắn tin bảo nhau là lo học đi, em học cái gì rồi, cần anh giúp gì không, sau này ra trường cần gì anh cứ bảo anh. Tết năm 2020 thì mới bắt đầu là chính thức cua, xin phép bố mẹ đàng hoàng. Cách đây 2 năm. Dạ, ông không có 8 con, ông không cua con mà ông cua bố mẹ con không à? Ông cua bố mẹ con không à? Cái lên nhà, ăn uống, dọn dẹp trong nhà gọi như tự nhiên như người nhau nhà luôn. Quá thân mà. Dạ, đến bữa cơm nghe mẹ mời rơ thì bảo là ngồi xuống ăn cơm cháu. Dạ vâng. Dạ vâng. Mà con nấu cơm cho ông đâu? Mà ông vẫn mời ông ăn thật. Mùa hè lúc đó là con tình trạng như thế nào?
có người yêu chưa? Nếu mà học sinh mối tình học sinh linh tinh ấy là cũng có. Sau này học quen nghiêm túc là một anh bộ đội. Trong thời gian quen anh bộ đội đấy thì anh có về nhà con ăn cơm, uống rượu. Bố con cũng kêu ông này lên ngồi chung. Cái ông này ngồi uống rượu, ông này bảo là chú cẩn thận nha, người yêu chú là vợ anh sau này đấy. Chú cẩn thận nha, người yêu chú là vợ anh sau này đấy. Cái nói trước ông mặt vậy đó. Ông phán dạ, xong con vẫn nghĩ là trêu thôi. Kể cả người yêu cũ của con, chú bộ đội kia vẫn nghĩ là trêu và không để ý gì hết á. Trong thời gian quen ông thì ông này cứ nhắn tin đến bảo là chia tay cho em. Ui không hợp với em đâu, đi với em nhìn như hai chị em ấy. Em phải quen nào mà trưởng thành dạng như anh nè, gọi là đập chậu cướp hoa. Tết năm 2020 là lúc đấy là cũng cảm thấy là lên nghiêm túc với bố mẹ con. Xong rồi bố mẹ cũng bảo là nó nghiêm túc, nó nọ kia, cho mọi nhau một cơ hội tìm hiểu. Đập chậu cướp hoa là chính xác là cái thời điểm nào? 2020 là bắt đầu ngỏ thôi, rồi đến lúc nào là mới chính thức là xin cưới? Xin cưới là vào tháng 10 năm 2020. Mới đây. Đúng rồi, con mới cưới đây. Chưa được 2 năm vậy? Đúng rồi. Đúng rồi, chưa được 2 năm. Lúc đó là con bao nhiêu tuổi ta? Dạ, lúc đó là con đang học gần xong đại học năm 3. Nhưng mà sao cưới sớm vậy? Sao không đợi cho xong hết rồi mới cưới? Vì bác sĩ báo cưới, bác sĩ báo cưới. Cháu nó đi làm xa, thi thoảng mới về. Rồi là về không, cái rồi là không quấn qua quấn quýt. Con học một mình, vừa học vừa làm ngoài Hà Nội. Còn ông này là công tác trong Nam. Xong cái sau một đêm hai đứa nhậu say thì hồi lúc sau hôm sau là bác sĩ bảo cưới. Dạ. Như là phải một tuần hay là một tháng sau rồi bác sĩ mới bảo. Dạ vâng, đúng rồi. Tức nhưng là mà... cái khoảng thời gian mà chính thức tìm hiểu đến cưới nó nhanh lắm ạ. Chắc nhưng là hơn một tháng luôn á. Cái lần gặp nhau uống rượu định mệnh đó. Dạ. Là ở đâu? Ở Hà Nội hay là ở quê? Dạ ở trong này, tại Sài Gòn. Ở Sài Gòn đúng không? Tức là con vô đi chơi à? Dạ vâng, con chơi. Ồ, lúc ấy bố mẹ có biết là con lén vào Sài Gòn thăm anh không? Dạ, con đi chơi với bạn anh à. Ủa nhưng mà nó nghe nè, cái tuổi đó là cái tuổi các con trưởng thành rồi. Bây giờ không kiềm chế được, cho nên là không có những cái phương pháp để mà phòng vệ đúng không? Dạ, tại con sao không nghĩ là có chuyện đó luôn. Tụi con nhậu với nhau rồi, cái đấy là cái sự cố may. Ông này cũng muốn cưới. Khi mà bạn gái á, báo tin rằng là có bầu, thì cái phản ứng của tự như thế nào? Ông cười à. Như vậy là cố tình, bạn này là cố tình rồi. Cố tình đó. Bạn này thì không hề biết cái sự cố như vậy, nhưng mà bạn này thì muốn lấy. Tức là muốn có để mà coi như là muốn xây dựng gia đình rồi. Cười xong rồi bảo là có thôi em, cười cái mừng lắm. Vậy là đúng ý ông rồi. Bố mẹ của hai bên phản ứng như thế nào khi nghe cái tin đó? Bên chồng là chắc chắn vui đúng không? Bên chồng thì thực ra là đã tiếp nhận vợ con là từ trước đó rồi. Cái chuyện này thì cũng hơi có chút bất ngờ, nhưng mà bất ngờ nhiều hơn là ở phía bên bố mẹ vợ. Bên vợ thì sao? Tại vì hồi Tết anh nói bố mẹ con là chú Thím cứ yên tâm, cháu giúp em học xong rồi tạo điều kiện việc làm. Giúp em học xong gọi là cháu sẽ cố gắng là dìu dắt em, cho em đỡ sa ngã rồi. Nhưng mà học xong các kiểu lo cho em đồ cuối cùng cái đùng cái bố mẹ thất vọng. Bố mẹ có nói gì không? Buồn, mẹ nhà buồn khóc. Xong bảo là ôi trời ơi, nhà con gái đầu nữa mà nhà ở quê, nhà ba chị em gái, bây giờ đùng cái học chưa xong nó đi lấy chồng mà nó tôi khứa với mẹ rồi đó. Bố mẹ đặt niềm tin bao nhiêu, cái thất vọng bấy nhiêu. Bố chồng con ấy tâm lý lắm, lên trên nhà nói chuyện với lại bố con thì hai gọi là hai anh em quen biết nhau từ lâu rồi mà cũng làm công tác tư tưởng, bảo là thôi bây giờ an tâm dưỡng thai hai đứa, bố ở việc ở nhà bố mẹ lo hết. Con thì vẫn được tạo điều kiện học ngoài Hà Nội, có gì cái là cần là có bố mẹ ngay. Nên là cũng đỡ. Con của con là bao nhiêu tuổi rồi? Em bé sắp tròn 1 tuổi ạ. 1 tuổi, dạ. Cái quá trình mang thai đó là con về quê? Dạ không, con vẫn học ngoài Hà Nội mình. Mang thai một mình. Vừa mang thai vừa học. Quá trình con mang thai rất là cực. Khi biết là có bầu ấy là rất là sợ. Lúc đi khám ngoài Hà Nội ấy, là em bé bình thường không sao. Nhưng mà về quê đi khám kiểu như mình stress quá ấy. Bác sĩ chẩn đoán là có nguy cơ bị lưu thai. Dạ. Bà mấy tháng rồi? Dạ lúc đấy là 7 tuần rồi mà chưa có tim thai. Lúc đấy là mình mới có 22 tuổi à. Mình không nghĩ được là làm mẹ nó khó khăn đến mức như thế. Lúc đấy là mình buồn lắm, mình cố gắng là uống đủ thứ thuốc Đông Tây Nam Bắc ấy, xong làm đủ mọi biện pháp để cứu em bé. Lúc đó em bé yếu lắm, cái khoảng thời gian đấy là mới thật sự thấy là đây đúng là một mảnh ghép nửa cuộc đời của mình. Anh chăm gọi là chăm từ A đến Z, chăm thay một người bố, thay một người mẹ mà là một người chồng luôn. Từ cái việc nhỏ nhặt nhất, đi dép cho hay là cột tóc cho hay làm gì, mình nằm một chỗ phải tiêm thuốc giữ thai. Anh làm hết, không cho phụ huynh nội ngoại hai bên ra bệnh viện thăm.
hai đứa giấu, sợ ông bà lo. Con vẫn phải ra ngoài Hà Nội hoàn thành được học. Ở một mình, sợ ông bà nghĩ là cứ đi viện ngày một vậy á, ông bà lo. Nên là có gì thì anh cứ bay qua bay lại cho thành phố Hồ Chí Minh và sợ Hà Nội vậy á. Nằm viện các kiểu thì cứu được em bé. Con gái hay con trai cơ? Dạ, con gái. Như vậy thì bao lâu thì có nghĩa là sinh xong là về quê? Dạ, con về quê sinh. Về quê sinh cho hai ông bà nội ngoại tiện chăm. Sau khi mà em bé được hơn 2 tháng cứng cáp rồi thì anh đón hai mẹ con vào. Hai đứa lấy nhau, tuổi tác cũng cách xa nhau nhiều đúng không? Dạ. Đó, thì là chắc chắn là khi mà về chung với nhau rồi sẽ nảy sinh rất nhiều mâu thuẫn đúng không? Dạ, có những cái tật xấu gì của anh Tử? Nếu mà tính mà quá trình mà chính thức tìm hiểu yêu nhau đến lúc cưới nhau ấy, chắc khoảng tầm hơn 1 tháng. Trong lòng con là thần tượng anh lắm. Bố mẹ lúc nào ông bảo tụi nó giỏi, nó ngoan, nó biết phấn đấu. Mình nghĩ là sau này là người nghiêm túc. Mà nói chuyện với con cũng nói nhiều, mà nói theo kiểu là học hành không à, không có tình cảm. Biết quan tâm lo lắng, xong rồi sạch sẽ, chính tê. Nên khi lấy về, lúc đầu mà bất sinh em bé ấy, ông này kiểu như là chưa tự ước được làm cha. Con ngủ, bố đeo tai phone mà qua mặt vào tường đi ngủ. Con khóc, bố đeo tai phone qua mặt vào tường đi ngủ. Không có trông con gì hết. Xong rồi em bé mới gì á, chạy bắn sống bắn chết. Đúng rồi, nhưng mà lúc đó là mới gọi là mới thôi. Bây giờ thì khác rồi. Chắc chắn rồi, bây giờ thì khác. Nhưng mà khi mà tụi con dọn vào trong này ở riêng ấy, đi làm về vứt hết đồ đạc xuống nhà. Đi đây bỏ quần, đi kia bỏ áo, bỏ dây lưng một chỗ. Bừa bộn. Mặc mỗi cái quần lót nằm chơi vậy á. Nhục mà ai mới chịu đi tắm cho. Xách mặt tắm có phút à? Trời ơi, tắm nhanh nữa. Tắm dưới nhanh. Không kỳ cỏ. Tắm dưới nhanh. Xong cái tưởng đâu nghiêm túc lắm nhưng về nhây. Rất thích hay trêu cho con chửi. Về nhà ví dụ như đến bữa ăn cơm, vợ ơi em thích ăn rau muống xào hay rau muống luộc? Luộc đi chồng. Ừ thế anh xào nhá. Mà nếu xào chồng là ừ anh luộc, mà làm thật thế luôn. Chứ không phải là trêu đùa đâu. Đó là thích cho vợ chửi. Dạ đúng rồi, con nấu trong bếp cứ đi qua, bóp mồng cái, xong đi qua, cấu một cái, cắn một cái, trong cái để con chửi cho xong quay lại nhại con. Nhại lại. Nhại lại. Đó thường thường con chửi. Con chửi như nào? Con bảo chửi như nào? Anh muốn chết à? Đấy, nhại lại y chang thế luôn. Dễ thương á. Dạ. Nhưng mà đó là dễ thương. Xong cái chửi quá, cái ông giơ mông, ông bảo nè, cho bóp mông cái nè. Rồi im đi, tôi đít tai bà quá à. Cảm giác như anh bằng tuổi con luôn, đấy không mà khoảng 12 tuổi luôn á. Rồi bây giờ rồi, bạn mong muốn thay đổi, đúng rồi. Tự thay đổi điều gì? Thực ra thì con chỉ muốn chồng con là thôi cứ nhây cũng được, thấy cho vui trẻ cũng được. Nhưng mà anh bớt suy nghĩ công việc đi. Nhiều khi anh căng thẳng công việc ở công ty ấy, xong anh về anh gọi là xả giận ấy. Mệt lắm, mệt cả hai vợ chồng. Thế còn Tử thì sao? Cô ấy có những tật xấu gì? Vợ của anh thì con cũng không có phải là ý kiến nhiều về cái tật tính xấu. Mà có một số cái là cũng mong muốn để vợ thay đổi là một đó, cái tâm lý xảy ra chuyện hoặc là vợ chồng có lời qua tiếng lại thì cô ấy thường là giữ im lặng, đóng cửa một mình rồi là với con. Nhưng mà trong quá trình mà im lặng như vậy thì lại khi mà mình muốn xử lý êm với vấn đề hoặc là vợ chồng cần phải trao đổi hoặc là không giải quyết được tận gốc vấn đề, không giải quyết được vấn đề. Mong là vợ thay đổi, chia sẻ vợ mở lòng ra với mình. Cái mà im lặng ấy là lúc mà con mà bực mình quá cái gì á, con sợ con nói ra sẽ làm người khác tổn thương, tại vì mình không kiểm soát được ngôn ngữ của mình. Mình hơi bị nóng tính. Nên con sẽ im lặng đóng cửa lại. Nhưng mà ông này không biết ý, nhưng người ta vợ ấy thì cần nói câu xin lỗi vợ hay như nào thôi. Đằng này cũng im luôn à. Phải có một cái sự thông cảm cho nhau. Đúng rồi, trong công việc và trong cái tâm sinh lý phát triển của cái người bạn đời của mình. Hy vọng rằng là sau chương trình này về thì hai vợ chồng Tự sẽ có một cái sự điều chỉnh. Ngồi nói chuyện đó với nhau, mở lòng nói chuyện với nhau hết. Thay vì chúng ta giao lưu cái sinh hoạt coi như là dí dỏm với nhau bằng cái cách trêu đùa với nhau, thì tại sao trong những lúc mà nó căng thẳng thì chúng ta tại sao lại giải quyết bằng một cách là im lặng mà không ngồi lại với nhau để cùng nói với nhau để giải quyết những cái vấn đề. Xin cảm ơn Tự và bà vợ nhé. Tiên là xin chào anh chị. Em tên là Nguyễn Sĩ Tài. Năm nay em 29 tuổi. Quê em ở cùng với cả quê chị Hồng Vân. À Bắc Ninh hả? Dạ. Nghề nghiệp em là kinh doanh, sản xuất và bán nguyên vật liệu khẩu trang luôn ạ. Nhưng mà bây giờ là em đang làm việc ở đâu? Đang làm việc ở quận Bình Tân, Hồ Chí Minh. À vậy hả? Nên đầu tiên cho em xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận ạ, và chào quý vị đang xem đài ạ. Em tên là Nguyễn Thị Thúy Hương ạ. Em năm nay 24 tuổi ạ. Hương, quê 24 tuổi luôn, đúng không? Dạ. Thúy Hương là chị biết rồi, đó là Thúy Cải, Thúy Hương là là con họ. Con họ Bắc Ninh chúng tôi đấy. Thúy Vân, dạ. Trên Thúy Cải quê hương quá đi hỏi đó. Quê chị có bài hát mà quê núi sập em không có ta. Không lẽ là trên quê hương núi sập ư?
câu chuyện tình yêu của các bạn bắt đầu từ đâu? Đầu tiên là vợ em á, mẹ vợ em dẫn tới nhà em tới chơi thôi. Nhà em là sát nhà anh của chồng em, mới biết là mẹ của chồng em với mẹ đẻ em là hàng xóm, mới dẫn mẹ em sang để chơi, để hàn huyên với cả bà cùng quê đó. Lần đầu tiên em gặp cô này thì em có ấn tượng gì không? Mới đầu em gặp thì cũng chưa có ấn tượng gì nhiều. Sau rồi các bố mẹ rồi này anh bảo là thôi quen con bé đó được đấy. Thì hồi đó em cùng với em đi làm xây dựng ấy, thì em cũng ít tiếp xúc với nữ lắm. Em là em chở mẹ em qua nhà anh này thôi. Nhưng mà em có ấn tượng gì không? Dạ có. Em là ấn tượng luôn. Ấn tượng không phải ấn tượng tốt. Trên cầu thang xuống mặc cái áo ba lỗ mà sao nó lại lủng lủng phải chỗ này. Xong sau đó là em cũng biết hai bên gia đình hoặc là hàng xóm nó trêu rồi. Đi về rồi xong vài hôm thế đi sang. Qua nhà em thì nhà em làm nghề mà, em làm nghề in vải. Cứ qua là cứ sấn vào tự đòi trải vải, hỏi em làm này thế nào thì là làm cùng. Từ 8 giờ đến 12 giờ đêm. Ôi nhiệt tình quá vậy. Em đi làm rồi xong tối về là em tối về cái là em tắm rửa xong ăn vụ ăn vàng xong em sang trải vải đến 12 giờ đêm xong sáng sau lại đi làm tiếp. Mưa cũng sang. Chứ không là làm không lương đúng không? Đúng rồi ạ. Có nghĩa là một tuần hình như 7 buổi là như em qua cứ có lâu lắm có việc nghỉ bận lắm thì em mới ở nhà thôi. Còn không hầu như là qua đủ 7 buổi luôn. Chủ nhật là nghỉ là sáng ở nhà là sẽ lau dọn nhà cửa xong là chiều ăn cơm xong là chiều sang em. Ăn làm xong là tối đến bữa tối lại chạy về nhà ăn cơm. Chạy nhà ăn cơm xong lại chạy sang em làm có tiếp. Có nghĩa là đấy, nhiệt tình quá. Ăn cơm nhà mà vác tù vàng là ông này đây. Hay đi chơi được nhiều không? Từ đầu năm đến giữa năm là cũng ít đi chơi lắm chị. Quen khoảng độ 4-5 tháng mới được nắm tay. Chính xác là bao nhiêu lâu thì yêu nhau chính thức mà coi như là bố mẹ biết luôn. Tại vì cứ ngày nào anh cũng qua vậy á. Thì thành dần dần hai vợ chồng bắt đầu có tình cảm nó gọi là như một thói quen rồi. Giống như là ngày nào em cũng thấy ảnh hết chứ. Đúng rồi ạ, hôm nào mà không sang ví dụ 8 giờ mới đi làm về đến nhà. Hôm nay em ơi, hôm nay anh mệt quá. Chắc anh không sang em được đâu thì em sẽ nhắn tin là vâng. Sau đó để điện thoại một chỗ em không nói gì hết. Ví dụ bình thường em nhắn tin á, mọi hôm trả lời tấp lập lắm. Hôm nào mà kêu em kêu mệt không sang được đâu, nhắn tin là má không trả lời luôn. Thế mà là em phải mò sang. Còn là phải cô như bẩn cỡ nào cũng phải mò sang. Em nhắn tin tiếp mà không thèm trả lời luôn. Thế là xong là lại phải thôi sang, nhớ lại sang. Nhưng mà thế là nhớ mới sang chứ em đâu có làm gì đâu, em cũng trả lời là vâng rồi. Thế là anh nhớ có anh sang anh thiệt chứ, anh kêu ai. 4 tháng mà em bảo là yêu, được đâu 2-3 tháng sau thì em bảo là bố mẹ em đem chầu cau sang luôn. Này thế nào các bố mẹ em á, thì coi ngày đến tận tháng 12 cơ. Mà tâm lý là bây giờ lâu quá em chịu không nổi, bởi không làm chịu nổi tại vì nó không cho nắm tay, không nắm gần chân, nó lại bắt nhịn đúng không? 12 đến cột âm cột dương là sắp tới tháng 1 là mà vợ chồng em là đăng ký kết hôn đó là vào 20 tháng 10, 28 tháng 1 cưới là mới đưa vợ em về, mà lúc đấy khó chịu, tâm lý khó chịu lắm, trời ơi đi mà bây giờ cứ căn giờ phải về. Khó chịu lắm, không những cái ngày cuối là anh ấy tấn công rất là ác. Anh gọi điện là em ơi hôm nay tối em có làm không, thì em bảo là không em không có làm đâu, hôm nay anh phải tăng ca rồi chắc anh không về được. Vâng anh tăng ca đi. Thế nghĩ thế nào đến lúc tối lại thôi bỏ tăng ca lại về nhà, sợ em ở nhà rảnh rỗi thế nào lại về chở em đi chơi. Đến lúc tổ chức đám cưới rồi là hai vợ chồng viết thiệp đi mời đám cưới, là chồng em rất có duyên, chồng em dẫn em đi mời bạn đi đám cưới, nhưng mà vừa mời bạn xong ra cửa em ơi bé này ngày xưa thích anh đó, làm một rồi cái bóp là... không ạ, em để ghim đó. Cưới nhau về rồi hai vợ chồng đi ăn súp cua ở cái đường đó. Em ở đường này đồ ăn ngon lắm, ngày xưa con bé bạn học kia mày cứ nó cũng thích anh đó. Ở ngay đây này. Trời ơi ăn hết lỗi luôn nhưng mà em ghim. Rồi giờ đi về đến nhà. Hai lần giờ lấy nhau về rồi. Anh ngày xưa anh thích cô đó hả? Một chứ không, nó thích anh mà. Ừ nó thích. Thế anh có rủ nó đi đâu chơi chưa? Có đi uống nước không? Em nói rất nhẹ nhàng, em khơi cho hết, khơi ra bằng hết, lúc khơi hết rồi em mới xử. Ngày xưa dám thế này à, em mới nhéo, mới như thế này, em mới lúc bắt đầu em moi này, em moi rất nhỏ nhẹ thôi, nhưng mà sau moi hết rồi em mới xử lúc từ từ thì xử mặn. Vợ em cứ bảo là anh có cái gì xấu em hay thành thật khai hết đi. Đấy là em cũng thật thà em khai hết rồi. Rồi bây giờ cưới nhau về rồi lâu lâu có bị hớ không? Thỉnh thoảng cứ gài gài chuyện cũ, hôm nào mà chồng không có việc gì ông bắt đầu có tật mê gái gì, ông ấy có tật mê gái là gái đẹp mới đi qua là kiểu gì cũng phải nhòm phát, kiểu gì cũng phải nhìn phát. Nên là em quen rồi, bây giờ là cứ gái đẹp. Ủa anh ơi, gái đẹp kìa, để em chỉ cho nhìn luôn, miết là giờ không dám nhìn. Thôi nói chung là ông sợ. Chỉ em nhìn xong lại còn cấu em nữa chứ. Hai em coi như là cưới nhau được tính mà 2 năm 6 tháng. Và cái đêm tân hôn là rất là đặc biệt đúng không? Vì á, cô này là rất khó. Anh nghĩ là chắc các bạn là để dành cho đến đêm tân hôn đúng không? Không, để dành thì thực tế là không, với hôm sinh nhật của em nào vợ chồng em đã trước đấy rồi. Là hôm đó em bị dụ á. Trước năm cưới mấy tháng? Khoảng hơn 2 tháng. Là hôm đó sinh nhật của anh ấy là em có làm bánh kem đi ăn để chúc mừng sinh nhật, nhưng anh có dụ là em ơi ở đây gió lắm, khỏi không được đến đâu.
em ơi đi vào đây thổi nến. Đi vào thổi nến nhưng mà thổi xong anh không ăn. Anh lại ăn khác. Sinh nhật hai đứa thôi. Vâng, em bảo là ở ngoài này thì bây giờ trời sáng này thì thổi nến thì đâu có thú vị gì đâu. Thì phải có chỗ tối thì mới thổi nến được. Thì thôi em bảo là thôi thì cứ vô lại đây thì thổi nến thì có gì ấy, mà mình cùng ăn sinh nhật chung. Thì hồi đó là thứ nhất là bố mẹ em cũng thứ nhất là đem chầu cau qua rồi nên là cũng hỏi rồi nên là cũng không phải là mình quen biết thông thường thôi. Nên là lúc đấy là bánh kem thì cứ chọi nhau xong rồi nó cùng có ăn bánh kem đâu toàn ăn theo cuối cùng. Lãng mạn quá còn gì nữa. Nhưng mà khó chịu lắm chị ơi. Sao khó chịu? Tại vì có em rất là khó, em chỉ cho đi giờ đi chơi đến 10 cô rưỡi. Xíu à, 10 rưỡi 11 giờ là phải chở em về đến nhà. Lúc đấy này còn phải cái bánh kem này nọ rô đấy chỉ được có tiếng hơn tiếng là phải về rồi mà tâm lý anh bảo mới mà khó chịu lắm một tí thế đâu có được đáng là bao nhiêu đâu. Vợ chồng em mà phải chờ đến cái hôm tân hôn là mới được về chung với nhau. Là đến hôm đấy mà có mấy hôm là vợ chồng em làm gãy cái thang sườn. Mấy hôm? Có nghĩa là lúc mua về giường về thì em là để đến đêm tân hôn nhưng mà mấy hôm sau em phát hiện ra là gãy thang giường rồi mà không biết là gãy lúc nào. Gãy mà đến nỗi hai vợ chồng sợ quá phải đợi bố mẹ sợ chồng phải... đi đâu cũng có nhà mới dám đem đi dục. Đem đi dục chứ không sợ lúc đấy em phát hiện ra thì xấu hổ lắm. Thế là phải giấu. Đấy là em nhịn biết bao nhiêu ngày tháng rồi đấy. Chùa trước đi thì đâu có thời gian mấy đâu. Chế mà đúng không? Chế lắm. Anh này đi chơi với em là đi lừa đường là lựa toàn chỗ nào sóc để đi vào thôi. Lựa sóc xong rồi để đi để xe nổ xăm. Sóc để cho mà xe có một cái tật là xe mà đi mà gần hết xăng không bao giờ chịu đổ. Đi qua cái xăng nhưng chưa cái xăng này nhỏ. Và đi tiếp luôn này. Ôi quên không đổ xăng rồi. Chị quá. Mà may sao mà chúng em quen nhau một năm mà xe đi lúc nào đi cũng trong tình trạng hết xăng mà may là chưa bao giờ phải dắt bộ. Em toàn dọa là nếu mà phải dắt bộ là em ngồi trên xe mà anh đẩy đó. Thôi bây giờ là sẵn đây nói luôn tật xấu đi. Từ lúc cưới về tới bây giờ là anh ấy bao nhiêu tật xấu lòi ra. Ngày xưa là chiều chuộng em nhiều hơn. Quan tâm nhiều hơn. Đi chơi đúng không? Dạ. Bây giờ bớt chiều bớt lại rồi. Giờ bây giờ cũng bớt chiều lại rồi . Tại vì bây giờ là chúng em mở nghề ra là cũng nu vô công việc lắm, cũng không có thời gian. Ông nào chả thế. Áp lực đè lên chồng em thì chồng em lại em lại có con nhỏ thì nhiều khi thành ra hai vợ chồng hay cãi nhau. Thời gian này vợ chồng em mở cái xưởng thêu. Em vừa buôn bán khẩu trang, nguyên vật liệu, em lại còn có một xưởng thêu nhuộm quần áo trẻ em nữa, người lớn nữa. Vậy cũng không phải là tật xấu. Có mê game không? Có mê cái gì ngoài vợ không? Hay ghen. Trời ơi, ví dụ như em mà đi ra ngoài, no, em có bộ đồ mới hoặc là em trang điểm một tí là đi ra ngoài là em đi đâu vậy? Em đi một mình hả? Đi ra ngoài không có được nhìn người khác nha, không được nhìn thằng khác nha. Lúc nào vợ đi ra ngoài là cũng đe câu là không có được nhìn thằng khác nha. Em chỉ trêu là đi ra ngoài có chồng mới được mặc váy ngắn. Em mà đi một mình là không cho em mặc váy, phải mặc quần, phải mặc áo khoác. Mà có chồng thì được. Có chồng thì mặc cái gì cũng được, đi đâu cũng muốn rủ vợ theo hết. Em đi đâu là hai vợ chồng tắm chồng tắm còn tắm chung. Rất là hay giận. Ngày xưa hai vợ chồng mới lấy nhau về mà em ở nhà thì em tắm trước, đi về hỏi em tắm chưa, em tắm rồi, thế là giận. Giận vô cỡ ngay và liền. Giận luôn. Rồi ở nhà có chăm con không? Có chăm con nhưng anh có cái tật anh hay cắn lắm. Ngày xưa em hay cắn anh, bây giờ lấy nhau về em không cắn nữa, bây giờ anh chuyển ra anh cắn em. Anh cắn em xong anh cắn con mà đến nỗi con nó sợ, nó không muốn chơi với anh luôn á. Em hay me mông, nuôi con vào mông hết, thấy mông cưng quá là cứ về là cứ thích cắn mông không à. Ông ấy cắn mông con ông mà mẻ răng luôn á, thật sự mà nói á. Rồi em muốn chồng em thay đổi cái gì không? Em muốn chồng em lãng mạn hơn một xíu, chiều em hơn một xíu và... Giống như hồi xưa phải không? Dạ, thỉnh thoảng thì em muốn thay đổi chồng em là ít bớt chơi game lại. Tại vì bé nhà em đang trong cái tầm tuổi mà nó học hỏi, nó quan sát nó... Mấy tuổi? Nó được gần được 2 tuổi ạ. Hai vợ chồng cùng chỉ bảo con, cùng dạy con thì nó sẽ có cái tình cảm với ba nhiều hơn. Thay vì ba dọa cắn nó thì ba hay dạy nó nhiều hơn. Ba dọa cắn là nó chạy đi mất tiêu chứ nó không có gần ba. Rồi giờ tới em đó, thì cô ấy có tật xấu gì? Vợ em này tật xấu, trước thì bát đũa là tinh tươm lắm. Lâu ngày sinh ra cái tật là chén bát là toàn để đến hôm sau mới rửa. Bát đũa rồi quần áo thì như là giặt xong thì hôm nay giặt là mai mới phơi. Em đánh giá là vợ em là chăm con cẩn thận. Còn gì nữa không? Chu đáo rồi. Ngày xưa bầu đánh giấm thối kinh khủng. Trời ơi, vô trong vào cái nhà tắm ạ. Mà bà làm 5 quả trong đó mà hai vợ chồng em tắm chung. Thôi rồi em chết sặc luôn. Mà em muốn chui ra bà đâu cho chui đâu. Bà chốt rồi bà căn cửa bà không cho em ra. Trời ơi, em ở trong đấy là có nghĩa là nó không quay đi đâu được. Nó không bay gần đi được. Gần chết rồi. Cái không gian nó rất là nhỏ. Vâng, không gian rất là nhỏ, không bay đi đâu được. Em bảo là thế này, cái lần này chắc phải nhắc đến già đấy các đời các cháu thôi. Chứ không này sợ lắm. Rồi giờ nhân đây thì mong muốn thay đổi điều gì?
thì em chỉ mong muốn là vợ em này là nhất là yêu thương chồng nhiều hơn. Mới lại bát đũa thì ăn xong thì rửa liền, quần áo thì phơi liền thế thôi. Nghĩa là làm gì là làm hết luôn, làm hết không luôn, để không để dành việc. Thế thôi. Còn mọi thứ thì nói chung là em tật xấu khác thì em cũng chịu được, kể cả vấn đề mà thả bom này em cũng quen rồi. Phải chịu thôi. Thả bom thì không sửa được, coi như cái cơn lên mà không. Bây giờ em bớt lại rồi, bây giờ em không nữa mà bây giờ thành chồng em. Có nghĩa là em với con em đã đang nằm trong phòng cùng chồng em, xong rồi đắp chăn mà chồng em đã thả, nhưng mà thả xịt, xong rồi hãy tức là một cái là bom bi, cái bom B52, nói chung là bom nào cũng là bom, sợ quá. Không, nói nghe nè, chắc là em mệt cái gì em mới không có phơi liền hay là rửa chén đúng không? Dạ là con gái con nên là đảm lắm. Nhớ hôm mà cho con đi ngủ xong cái em mệt quá em nằm ngủ mất tiêu không biết luôn á. Là thành ra công việc này để sáng sớm hôm sau là khi mà chồng em với con em vẫn còn ngủ là em sẽ xuống em dọn. Thì chồng em là không muốn là sáng sớm xuống dọn, là chồng em là muốn là phải dọn ngay để sáng hôm sau thì ví dụ cả nhà hai vợ chồng cùng dậy á, thì sáng sớm mới này em xuống dọn thì còn chồng với con thì chồng ngủ dậy không thấy vợ thì khó chịu đúng không? Có cái tật nữa là ngủ lúc nào cũng bắt em phải gác. Gác mới ngủ được, còn em mà không gác là không ngủ được. Thành ra là một năm cho hai năm trời là thành ra tạo cho em cái thói quen là bây giờ hai vợ chồng mà có cự lộn cãi nhau á, mà đêm em không gác này là em ngủ không ngon, em cứ quay ra vào một ông này thì ngay ngay ngủ được. Luôn ông này ngủ luôn. Nhưng mà em thì lại không gác không chịu được nữa rồi. Bây giờ thành em không quen rồi được. Có nghĩa là em chỉ thích vợ em gác thôi. Có nghĩa là hai vợ chồng ngủ là phải gác hoặc ôm nhau. Em nhưng mà được. Con em là nó ngủ riêng hay là ngủ chung? Con em ngủ chung với hai vợ chồng luôn. Ngủ chung coi nào em gác lộn qua nó không? Dạ không ạ, bé là nằm một nửa giường còn hai vợ chồng, nhiều khi đó em nằm gì xong em đẩy chồng em ra xuống đất luôn. Vợ nó mệt quá thì thôi mình dốn cho vợ. Chồng em rửa xong em vẫn phải rửa lại à, nên là thôi em rửa. Để luôn đi. Còn đồ thì không phơi nó bị hôi, giặt dạ. Nó không có thơm, dạ. Vậy thôi. Dạ. Cái đồ quần áo thì là chỉ có hại cho mình thôi, có là mai nó không có thơm thôi. Dạ. Còn chén đũa thì dốn được thì dốn. Giải quyết luôn. Dạ. Gớm cả đêm ông dạ. Lên ông la ông liếm sợ lắm. Dạ. Đúng không? Dạ. Thế thôi. Qua chương trình thì vợ chồng em cũng muốn gửi lời cảm ơn đến bố mẹ hai bên. Khi mà vợ chồng con mới lấy nhau thì cũng có cháu sớm nên là cũng có nhiều cái hay bị lục đục. Hai vợ chồng hay cãi nhau thì khiến bố mẹ cũng hơi buồn và vất vả, thì vợ chồng con cũng xin lỗi bố mẹ và sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ hơn và để chăm cháu tốt hơn, để hai vợ chồng hạnh phúc, để bố mẹ không phải lo lắng. Con muốn thông qua chương trình con gửi lời cảm ơn người mẹ đã sinh ra con yêu thương mẹ nhiều lắm. Con chỉ muốn nói với một điều là mẹ ơi, con mãi mãi vẫn là con ngoan của mẹ. Con không phải để cho mẹ suy nghĩ nhiều về con. Trời cảm ơn tụi em cảm nhiều ơn nha. Em dạ, nhiều. Chúc tụi em hạnh phúc hoài nhé. Dạ. Em tên là Lê Trung Tính, hiện tại năm 27 tuổi và em là cán bộ văn hóa thông tin ở ủy ban phường 12 quận 6 à. Ở còn em. Chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận, chào quý vị khán giả. Em tên là Đỗ Nguyệt Nga. Em 27 tuổi, hiện là nhân viên văn phòng. Rồi hai em quen nhau trong trường hợp nào ta? Hai vợ chồng em quen nhau trong buổi học đầu khóa năm 2010. Thì lúc đó là em thì đi học á, em ngồi bàn đầu, chồng em thì lúc nào cũng ngồi cuối lớp á, là cá biệt đi học trễ nè, hay nói chuyện nè, hay cúp tiết nè, đủ kiểu. Cái ông mới trong cái hội trường rất là lớn thì ông mới chạy lên, ông mới xin em chai dầu gió. Sau khi trả em thì nói là trời lớn thì xài đồ nít. Trời ơi, sao lại xin, tại sao không mượn một cô khác mà lại mượn cái cô này cái chai dầu gió? Phải, tại vô thì cái buổi đầu tiên đó thì chung là cũng nhiều bạn lắm, mà có bạn này cũng là dạng hot girl ở trong cái trường á, trong lớp. Thì vô thấy bạn cũng dễ thương thì mình cũng bộ nhức đầu đó, mình lại xin mượn chai dầu. Mà cái dầu nhỏ xíu thì giống như cái dầu em bé đó chị. Đấy không, mình lại cũng ghẹo ghẹo, lớn thì xài dầu nít gì. Đấy mà cái đó chiêu thức của em. Dạ. Chiêu thức chứ đâu có bệnh hoạn gì đâu. Cái chai dầu lớn, chai dầu bé đâu liên quan gì tới dùng cho người lớn với người nhỏ đâu. Mà ông này á, ông vừa đâu ông em, lúc mà em lấy cái chai dầu á, ông nói gì nè, đưa tay đi mình sơn móng tay cho. Dạ. Em quay lại móng tay ông sơn một bộ. Em cái trời, học thì không lo học, đi học đi về cho người ta học gì mà ông ngồi ông sơn móng tay nữa. Tại vì á, em sơn cái ông là sơn bóng để dưỡng móng tay á, mà sơn bóng cho nó bóng hả? Dạ. Sơn dưỡng móng tay. Sơn dưỡng đó. Riêng em thì em ấn tượng gì về cô gái này? Chung là trước á thì em cũng để ý thì dễ thương thôi, mà tại trong lớp á nhiều bạn rất là ý, vợ em giờ á xong cũng cá kèo cá độ với nhau. Giờ coi đứa nào mà cua được nhỏ này, xong rồi vì cái độ đó mà hôm qua em
ngỏ lời làm đủ cách đi quen vợ em, cũng mời đi ăn đi uống này nọ mà khó lắm, mời hoài không thèm đi, mà đi cho em ngồi đợi đợi hoài mà đợi mà mũi chích mày nó muốn điên luôn. Tại vì em thích ông này, em biết trước đó, ý là trong lớp đó thì nó cũng đông lắm, là em biết được là cái anh này á là tán mình cho có mục đích rồi, mình chứng tỏ mình với các bạn trong lớp với các bạn cùng trường cùng khóa đó đó. Em ghét lắm, rủ em đi ăn cho đợi, đợi hoài lên nó là tôi không có ra đâu cho đừng có đợi, mà ông chịu khó đợi, mấy đứa kia là thôi mày xuống, mấy con lên trên phòng thầy tìm thấy thầy la, thế thôi em chờ hơn một tiếng hộ, ông không chịu về em cũng đi xuống. Đi xuống mà em đi ăn nha, một lần em đi ăn em ăn hoài luôn. Em ăn từ ăn lẩu nè, xong em qua ăn bánh mì, xong em ăn bánh lăng, em muốn xin tố. Em ăn một giây vậy đó, em nghĩ ta sẽ ăn cho khi nào mà không còn tiền nữa, bỏ tay thì thôi. Mà em đi ăn á là em biết là ổng không thích bún mắm, là không thích cháo lòng, là không thích hộp vịt lộn. Em cứ đè những cái món ra ăn thôi, sáng mà rủ là em chỉ đi ăn cháo lòng, ăn bún mắm. Ông nói chợ con gái đứa sáng đang món thứ rình, ông nói vậy đó. Tối là em bắt đi ăn hộp vịt lộn. Ông ăn hộp vịt lộn mà ổng chưa có ăn á. Lần đầu tiên là hất tung cái bàn, bỏ chạy, bay hết cái quán người ta hết sao. Ủa sao vậy? Không biết ăn. Tại em thấy cái trứng vịt lộn mà cái trứng nó, cái con lộn nó bự quá mà lông lá không à. Em nhìn em sợ. Bao lâu thì tụi em mới có cảm giác là không ghét bạn này? Chắc cũng lâu á chị. Đến lúc mà bạn đi nghĩa vụ á thì là có một chút tình cảm với bạn này là bắt đầu từ đó. Là mấy năm? Là bao nhiêu, 3 năm không? Khoảng 3 năm, 4 3 năm, 3 năm. 3 năm, 4 năm, chắc cũng tàn mạc à. Ăn quá ăn mà dắt đi, ăn quá trời ăn. Nhưng mà tại sao mà vừa mới cua được cô này á mà em lại sẵn sàng em đăng ký đi như vậy? Em không sợ nếu em đi ở nhà mất cái bạn này sao? Lúc đó thì cái tư tưởng em thì lo cho chuyện lớn hơn là người yêu của mình rồi đó lúc đó. Nên gác qua hết để mình đi. Trước khi bạn đi á, lại có khuyên, lại nói là thì những trường hợp đi thì người ta rất là khổ, nó không giống như là mình ở nhà được bao bọc đâu, nhưng mà bạn vẫn quyết định đi. Lúc mà đi ra ngoài Cam Ranh á là em cứ bình tĩnh ở nhà, không có trao đổi điện thoại được, ở đó là cấm mà. Em cứ kệ bạn ngoại, cha mẹ có đi thăm nhưng mà em thì không đi, em chờ cho đến lúc mà sắp hết cái giai đoạn ở ngoại á em đi thăm. Lúc mà bạn gặp em mà khóc khóc như mưa, em nói thôi đi về đừng có khóc nữa. Tại vì chờ đợi nhiều người đi chung khóa mình á, lúc nào cũng có người yêu lên thăm này nọ. Mình đi nhìn lại chả thấy ai, cô đơn đó. Xong rồi cái khoảng lâu lắm rồi, gần lúc mà mãn cái 3 tháng tân binh á mới lên thăm em. Thì lúc đó là mình cũng hơi bất ngờ, cũng hạnh phúc không rồi, nhớ không mất. Khóc đây là khóc vì hạnh phúc đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi đi bao lâu thì em mới về? Dạ lúc đó đi 18 tháng là về luôn. Dạ về xong rồi gặp lại vợ, kêu vợ cưới mà kêu hoài không thèm cưới. Cái em nghĩ trong đầu con nhỏ này nó quen mình chơi sao á, không được cưới. Rồi có cầu hôn không mà tự nhiên kêu người ta lấy mình? Trời ơi, anh nghe nè, ông này ông không có lãng mạn như người ta là anh cầu hôn em bó bông hay cái gì, thôi cưới đi. Trời lâu quá rồi, quen hết đời trai con người ta mà không cưới. Đúng rồi, ta nói đúng mà. Thế sao mà em có nói là trời thì từ từ còn trẻ mà, giờ sao mà lúc mà mình cứ đi làm đi là từ từ tính. Mà ông chịu, cứ là ngày nào cũng đi làm. Em thì làm về trễ hơn một chút là 6 giờ mới về đến nhà, còn chồng em thì khoảng 5 giờ thì chồng chạy về Biên Hòa. Ông mới làm hết việc nhà xong rồi ông mới ra đằng trước. Cái nhà em ở gần chợ á, ông ra chợ ông nói chuyện lung tung người ngoài chợ, ông ngồi ông chém gió, ông mang kem trong kem của trong nhà ra ông mời người ngoài chợ vậy đó. Trời. Xong rồi ông hào phóng lắm, rồi nói chuyện xong rồi cả khu chợ biết tới ổng. Trời, người ta hỏi em bao giờ cưới. Xong rồi mẹ em nói với ông này là ở trên đấy hết gái rồi sao thì đi xa vậy con, về đây lấy con này. Rồi sau đó thì bao nhiêu lâu thì hai em mới bắt đầu đám cưới? Từ hồi quen nhau đến lúc lấy là 6 năm. Một sáu năm hơn, 6 năm hơn. Sau cưới vui không? Có kỷ niệm gì sau khi cưới không? Cưới nhiều cái nhức đầu lắm. Tức là cái đám cưới thứ hai là đám cưới nhà chồng. Sau lúc em về phòng, điều đầu tiên em thấy là một bức thư tình của ông này dài 12 trang. Cho ai? Viết cho ai? Trai viết cho ông này. Thương anh em yêu anh, cảm giác câu nói nào của anh trong đó làm sao ghi hết. Cái là kết thúc bức thư là dù gì đi nữa thì em vẫn chờ anh. Trời đất ơi. Trời ơi chị. Ủa nhưng mà bạn là cái bạn này... đó là bạn của em hả? Dạ cái bạn đó là đồng nghiệp chung cơ quan với em. Thì bạn đó là con trai. Mà nói chung là đồng nghiệp với nhau thì mến với nhau cũng là bình thường thôi. Ông này em thấy em đọc được bức thư, ông hoang mang lắm. Cái nét mặt của ông em buồn cười. Nhưng mà em đọc xong rồi thì thôi, em cũng để đúng chỗ đó, vậy em cũng không nói năng gì cho tới bây giờ. Tức là ông biết em đọc nhưng mà em cũng không có khiển trách hay trách móc, vậy em cũng không nói với bạn kia. Tức là chúng ta cứ giữ mối quan hệ bình thường. Rồi các em lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ cũng 6 tháng. Mới à? Dạ đúng rồi. 6 tháng về ở chung với nhau, có tính xấu gì lòi ra không?
Có vợ em lộ da nhiều lắm. Cứ hay mò víu em á. Mò gì? Víu. Nói cái chữ đó mà cũng không hiểu nữa. Không có rõ, không có nghe. Có ngày cái mò hoài mà em bực mình luôn. Em nói mò gì mò hoài á. Lúc nào cần mò cũng mò, không cần cái lại mò hoài. Rồi lúc này cái cực thì hay nó khó chịu, cái càm dạm hoài à. Nhức đầu lắm. Nên em đi làm về cũng mệt. Thì vợ làm gì cũng mệt. Từ từ dọn cái phòng ở hai mình á. Từ từ dọn. Về phải bắt cái này bắt cái kia mà phải làm liền. Phải làm sạch sẽ sạch bông luôn mới chịu. Chứ làm mà qua loa là không có đâu. Cái lầu bầu cằn nhằn nhức đầu. Rồi khó khăn gì á, có khi nào mà cổ ăn hiếp em không? Có la mắng được không? Có làm quýnh em luôn chứ. Chưa quýnh là hồi xưa thôi, còn bây giờ hết quýnh rồi. Tức là em đang căng thẳng công việc, đi về em vẫn làm trên máy tính vậy nè. Ông ngồi sau á, tức là mình đang tập trung lắm. Ông cứ ngồi sau, em ăn cái này đi, ăn cái kia đi. Em quay ra, trời tránh ra. Ta đang làm gì, ông cứ ăn hoài vậy, ông ăn bằng mình không đi. Cái ông giận, ông cắt đồ ăn thì ông lên giường nằm hô luôn. Hồi đó là tính xấu của vợ, còn nữa không? Dạ, có người đó xấu, cái vợ cũng hoàn hảo cũng nhiều. Nhiều đó đủ rồi. Thế còn ông xã em sao? Ngoài ngáy ra thì ổng còn vợ với thun quá anh. Ví dụ mình nói một là một. Đúng rồi. Không phải với mình ai đâu, ai cũng vậy á. Với thun cũng mò luôn à. Khi nào em hối chờ cho nướng tí nữa đi, cho nướng tí nữa đi. Lúc nào ông đi trễ so với người khác hết á. Chưa kể là nói được không làm được. Ông nói em từ hồi mà quen nhau, ông nói anh sẽ bỏ thuốc. Từ năm 2010 đến giờ 8 năm rồi chưa bỏ. Có vợ đẹp gì nè, có ghen không? Có ghen không? Trời, cái này em phải nói chứ. Em đi xe đưa rước công ty á, cái xe gì có 12, xe 12, có 12 người thôi à. Em đi xuống, ông rước em. Tức là ông không để cho em đi xe máy, nhưng mà ông rước em, nhìn. Trời, ông kia ông nhìn bà nè. Có vấn đề gì mới nhìn nhau vậy thôi, chứ không thể nào nhìn vậy đâu. Ví dụ như người ta nhìn á, anh mắt bình thường, chẳng hạn em nhìn anh Quốc Thượng, chị Hồng Vân là mắt bình thường. Còn nhìn mặt mắt người đá đó khác rồi nha. Trời ơi, nhiều khi ông bị tật rồi sao? Cái đó không biết. Em mà nghe điện thoại á, thay vì người ta cũng tế nhị là người ta chờ vợ mình nghe xong người ta sẽ hỏi là ai, hay là ai vậy em có làm sao không? Người ta đang nghe điện thoại tai nè, ông đứng trên tai nè, ông nói là ai vậy, ai vậy, cứ vậy hoài. Đưa cái điện thoại cho ông nghe luôn, đúng không? Ngày xưa ông còn đập lên cái điện thoại luôn. Điện thoại ba em mua đập luôn vậy. Xong mai đi mua cho em cái khác cũng vậy à. Vậy đó hả? Rồi bây giờ em mong muốn ông xã em thay đổi điều gì? Em mong muốn ông xã thay đổi thì rất là nhiều. Nên là em chỉ có thể nói đơn giản là em mong muốn ông xã là một người giàu. Giàu là giàu về ý thức. Ý thức ở đây nó rộng lắm. Tức là khi mà anh có ý thức về tất cả phương diện á, thì anh sẽ hoàn hảo hơn cho con người của mình thôi. Thực ra thì đối với chấm điểm khó thì em thấy chồng em đã là 50% của người đàn ông hoàn hảo rồi. Thì bây giờ chỉ cần cái động lực để cho anh thay đổi nốt 50% còn lại thôi thì anh sẽ ok. Thế còn em? Vợ em thì cũng là ok rất nhiều. Chỉ mong muốn một điều là bớt nhây mà bớt nói. Nói lần thôi chứ đừng nói nhiều lần quá mà em nghe em mệt lắm. Đó, em chỉ mong vậy thôi. Mà ở đây á, vợ em á, thực sự nói ít á, thì vợ em mong em hiểu nhiều. Nhưng mà chị nghĩ là với chồng em á, em đừng có nói ít, em cứ nói nhiều để chồng em hiểu đi. Nãy giờ chị cảm nhận như thấy em á, còn vô tư lắm, còn trẻ trung lắm. 27 tuổi vậy chứ mà thấy chưa đâu. Tại vì cái người đàn ông mà em muốn họ trưởng thành phải trên 30 đó. Chứ còn 27 tức là từ 30 đổ xuống vẫn lúc nào cũng giống như là trẻ con vậy đó. Thường là những người như vậy á, là em phải nạp vô từ từ. Em phải thấy cho bạn thấy những cái khó khăn, những cái phức tạp của cái cuộc sống này. Nếu như mà mình có một cái gia đình, mình phải chống chọi đó thì từ từ. Chứ còn bây giờ để bạn ấy tự nạp vô á thì chị nghĩ là được chứ không gì á, nhưng mà nó lâu thì tại sao mình để lâu làm chi. Rồi chúc hai đứa hạnh phúc nha. Dạ, cảm ơn. Chúc hai đứa mau có con nha. Em Trần Ngọc Quốc Bình xin chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận với tất cả khán giả. Bao nhiêu tuổi? Em 31 tuổi. 31. Em đang công việc em làm gì? Em đang kinh doanh buôn bán bánh ở nhà vậy. Bán bánh hả? Dạ. Mời em. Dạ, em tên là Thanh Tâm, năm nay em 27 tuổi. Em bán bánh online. Nhưng mà trước khi mà em lấy ảnh thì em công việc em là gì? Dạ, em là nhân viên bán hàng ở Vincom. Còn bây giờ về nhà như phụ ảnh bán bánh? Dạ không, em với ảnh là hồi đó em đi xe bus đi làm thì gặp ảnh. Ảnh bán vé xe bus. Chuyện dạ. Tình yêu của các bạn chắc chắn là sẽ bắt đầu từ chuyến xe bus. Dạ. Đúng không? Như thế nào, kể chi tiết cho nghe. 9 năm về trước là em gặp bà xã em đi xe buýt. Thì cái đập vô mắt em đầu tiên á là rất là dễ thương. Cực kỳ dễ thương, hồn nhiên lắm anh. Các em lấy hết can đảm mời bà xã em lên ghế đầu ngồi. Ghế đặc biệt ngồi.
thì mình cũng như kia ra lăng rồi nói chuyện rồi này nọ rồi với cổ thì em có thể kể được dạ. Dạ chắc tại anh rung, anh rung quá đúng không, cho dạ, nhầm dạ. Tay nào dạ, tại vì hai vợ chồng em á đi rồi gặp nhiều lần trong vòng 2 tháng đó, rồi em đi làm tối về cái ảnh cũng mua sữa mua nước bánh trái cho em ăn, ảnh nói là em ốm quá đi, xong cái cũng thấy ảnh cũng ga lăng rồi mình con gái mình cũng thích rồi. Sau thời gian đó em cũng biết ảnh là có bạn gái, xong cái em mới thấy vậy nên cũng hơi hụt lùi. Thời gian đó là mẹ nói thôi nhà mình có xe máy rồi mẹ tập cho con đi, rồi em đi xe máy luôn rồi mất liên lạc, số liên lạc mất liên lạc luôn. Mất dạ. Mất bao nhiêu lâu thì mới ba nối năm. Lại được ba năm dạ. Có nghĩa là gặp nhau cách đây 9 năm chín rồi mấy tháng trời là 2 tháng hả, hay đi xe buýt chung với nhau? Dạ đi xe buýt trong vòng 2 tháng mà là mất liên lạc nhau 3 năm. Dạ cơ duyên nào mà tụi em gặp lại dạ. Tái ngộ đó à. Dạ 3 năm sau á là chồng em á là ảnh không còn làm bên xe buýt nữa, là ảnh mới chuyển sang làm mấy cái quảng cáo bên Bassin rồi ảnh mới gặp em à. Gặp lại cái em ủa sao anh này quen quá cái mới quay đầu lại mới ủa anh Bình phải không, cái nó ờ anh Bình, cái xong hai đứa bắt chuyện nói thì xong cái xin số điện thoại rồi hai đứa đi chơi lại mới gặp nhau lại à. Nhưng mà cái khoảng thời gian mà 3 năm trước đó là em có bạn gái rồi cho nên là em không có muốn chủ động coi như là tìm cô này nữa hay sao? Cái lúc mà em gặp lại bà xã em á là lúc đó em vẫn còn quen người kia thì đó dạ. Xong rồi nhưng mà cũng giống như là mình gặp lại là tự nhiên tiếng xác á tình hay làm sao á, tại vì đẹp hơn lúc 3 năm trước đó chắc có thể là vậy. Cái xong rồi bồ của em lúc đó thì có đi về Hà Nội 1 tuần, thì trong 1 tuần đó thì cũng coi như là bạn bè, cũng đi chơi rồi ăn uống cũng qua lại thôi, nói chuyện như bạn bè thôi. Nhưng mà khi mà người ấy vô á thì em mới nhận ra là em yêu bà xã. Em làm theo con tim mình. Chị hiểu rồi, nhưng mà ý chị chỉ muốn hỏi em thôi là em bắt hai tay trong thời gian bao lâu thì em mới xác định là em yêu bà xã em hơn? 7 ngày. 7 ngày hả? 7 ngày đợi mong thôi hả? À, em biết không? Dạ, em có nói thôi bây giờ anh có bạn gái rồi, thôi bây giờ mình giống như coi như bạn đi. Cái xong ảnh mới nói á, bây giờ ảnh với bạn gái đó không còn quen nữa. Mà em cũng nghĩ là nếu mà ảnh không còn quen nữa thì thôi mình cũng mở lòng. Tại vì em nghĩ cái đó là cái duyên á. Tại vì mất hết liên lạc trong vòng 3 năm trời mà đông người như vậy mà vẫn có thể gặp lại được chồng mình. Thôi bây giờ coi như 3 năm trước bỏ đi, bắt đầu dạ. Tính từ thời điểm 3 năm sau gặp lại. Dạ. Gặp lại. Cho tới bây giờ là 6 năm. Dạ. Đúng không nè? Đó dạ. Yêu tình yêu suôn sẻ không? Hay là gặp gần sóng gió? Dạ có, là cái vấn đề gần cưới á. Là anh thì muốn đám cưới là gộp chung, tại vì anh thì không có bạn bè nhiều rồi nên ảnh muốn gộp chung với nhau. Rồi cái em thì ba mẹ bên em thì muốn để riêng mà một người thì ở quận 6, một người ở quận Gò Vấp nên rất là xa, nếu mà khách đi như vậy người ta không có đi được. Rồi nên hai bên cự với nhau thôi, là em giữa em với chồng em thôi. Gây quá trời luôn. Rồi xong cái em nói thôi nếu mà vậy không được thì thôi khỏi cưới. Cái anh cũng không có chịu nhắn tin cho em luôn, cũng im luôn một thời gian á. Cái cũng hẹn nhau ra ngoài gặp nói chuyện đi. Rồi gặp nói chuyện rồi nói vì cái chuyện mà hai bên gia đình vậy mà mình không có đến được với nhau vậy đâu có được. Anh Bình anh mới nói thôi giờ nếu mà theo vậy em muốn theo ý em thì làm theo ý em đi. Là rốt cuộc cũng anh cũng đồng ý là đãi riêng. Thì thôi là cũng vui vẻ rồi. Dạ. Hết hồn à. Bây giờ sức mướt rồi tưởng là không không được nữa. Như em kể mà nó mắt lóng lánh là cái giọng nói đó tôi sợ nó có cái gì đó. Nó khúc mắc xảy ra nữa nhưng mà cuối cùng thôi. Thôi vui quá rồi, quá rồi. Rồi. Không, bây giờ lấy kể cái chuyện bây giờ mình lấy nhau được bao lâu em? 3 năm. 3 năm thì có tật xấu. Bình kể đi, cho Bình kể đi, nãy giờ Bình cứ thổn thức muốn nói một điều gì đó. Tật xấu của bà xã em á là quá yêu nghề. Có nhiều khi mà em tưởng là bây giờ là cái ổ bánh là bà là ông xã không? Là có nhiều lúc mà không có đơn đặt hàng gì á, bà cũng lòi bánh ra làm những cái bánh mới làm riết. Em yêu nghề quá. Em tự học, em tự sáng tác luôn đúng không?
Dạ, giống như em cũng lên mạng em coi thêm rồi em nói là mình bán online thì mình phải tìm cái mới chứ mình đúng. Tối ngày mình bán một món vậy hoài người ta cũng ngán. Rồi cái nhiều khi không có đơn đặt em cũng làm, cái anh nói chứ không biết bà ghiền tôi hay ghiền bánh. Cứ như thời gian mà rảnh á thì mình nghỉ ngơi đi. Có khi nào mà hai vợ chồng vì cái chuyện đó mà cãi vã nhau không? Dạ có. Cũng có. Thường bên nào bắt đầu cuộc khẩu chiến? Dạ em bực đúng không? Dạ thường là em sẽ người đi rước con về, rồi xong rồi mình lo con này nọ xong hai người chồng cũng xích mích nhau giống như là con rồi bỏ không có ai coi hết. Có nghĩa là bây giờ ghiền bánh hơn ghiền chồng, mà còn tật xấu gì nữa không? Có cái chơi hơi lố. Không chịu có nghĩa tâm. Là em thì là sợ đường mà bả chơi á bỏ quăng đường vô người em. Đường gì? Đường cát đúng không? Đường đúng rồi, đường cát. Quăng làm bánh đó cơ. Quăng gì hả? Bả thử coi em có sợ đường không, mà từ nhỏ đến lớn rất là sợ đường đó. Bả chơi một cái luôn coi như lúc đó là cơ em bị dập hết rồi, nó dạ bị rứt đúng không? Em chỉ cần lấy đường cát chét vô người anh là trời, ảnh ổng nóng tính mà đến nỗi mà giống như hai con người á. Em có bất ngờ về cái điều đó không? Dạ em hết hồn, rất là bất ngờ luôn. Tại vì á ảnh hồi đó cũng nói là tôi sợ đường, nhưng mà em không nghĩ là sợ đường sợ là đến cái mức như vậy. Rồi, dạ, bị quăng chuột quăng dán vô người á phải không? Đời ơi. Đời nó khổ vậy đó. Ghét cô nào trời cho cô đó, ghét đường bởi vì lấy bà vợ làm bánh. Hay quá à. Mà tức là à, bây giờ em có biết lý do vì sao mà em sợ đường vậy không? Giống như là mình sợ nó rít rít. À, rít rít là mình sợ cái đó. Cơ thể em giống như bị dị ứng với đường hay sao là nổi đỏ hết người luôn. Sợ. Ồ, ngộ quá. Rồi trong khi mà chị không có ngọt là chị chịu không nổi. Tôi cũng vậy đó. Trời ơi, tôi một ngày mà không có đường vô người là chịu không nổi. Thấy không? Trời ơi. Rồi rồi chị hỏi nhỏ xíu. Vợ em á mà làm bánh xong á rồi không chịu tắm rồi đi ngủ luôn, rồi đêm mà nó khều móc em dám không? Dạ không. Không luôn. Vậy luôn hả? Tức là sợ tới mức như vậy luôn hả? Trong lúc tình cảm cao trào lên mà người dính đường thì sao? Vậy là giờ em phải vô đi tắm. Đang quen á là thời điểm đó em còn đang học làm bánh. Mà hả ảnh á lúc đó là hẹn đi uống nước, uống cà phê. Cái ảnh cũng hôn mình, hôn tóc, hôn mặt. Cái anh nói, trời cái người bà hơn mùi bơ, mùi bột quá. Mà giờ sao anh cưới em đã đợi anh nói em mùi đường không anh sợ. Thì em có hay bị tụt mút về cái vấn đề đó không? Dạ cũng có, mà ít lắm, mà thường ảnh không à, em không có thèm. Không có thèm. Rồi còn cái tật xấu gì nữa không? Chắc hết. Chắc chưa? Chắc. Để tôi khui bên này nè đó. Dạ. Còn anh ấy như thế nào? Anh ấy thì nói chung là tốt lắm, nhưng mà chỉ có cái là mê game. Mê cực kỳ. Game đánh trận nữa hả? Dạ ảnh có thể chơi 3-4 máy luôn á. Trời ơi. Có khi nào mà lo mê game quá mà quên đi cái bill của khách rồi hai vợ chồng cãi vã nhau? Dạ có. Nhiều khi hả một mình em lo không có kệ sể, mà cái gì em cũng khoái ôm vô người hết á. Còn ảnh nó giống như giờ em kêu anh ơi anh làm đó đó đi, cái là ảnh làm đó đó đó, có chừng xong thôi ảnh nói ờ em còn thiếu cái gì nữa không, em còn cần anh giúp gì không, là ảnh không có cái nhu cầu đó. Là ảnh chỉ có là xong việc của ảnh là ảnh bấm chơi game thôi. Dạ ảnh chỉ có cái tật xấu rồi vậy. Giờ hỏi ngược mình xíu nữa nè, mỗi lần cãi vã nhau ai là người kèo trên? Chắc giờ em là người kèo trên. Có cái nào quấy nóng tính của em quăng đồ ở khỏi nhà? Có hồi đó thì ở bên nhà em á thì có đòi đi về nhà vợ. Là còn bây giờ em qua nhà vợ là coi như là cổ hết vụ đó rồi. Là coi như đâu có đòi về nhà vợ. Dạ, được. Nhưng có nào đuổi em ra khỏi nào? Có khi nào đuổi em khỏi nhà không? Đuổi em về nhà chồng không? Có. Cái gì? Có kìa. Đâu kể chi tiết coi. Cũng mới đây gây lộn cái vụ chơi game hả? Cũng mình kinh doanh nha. Dạo này giống như là nó hơi chậm bill. Cái em nói là bây giờ á suy nghĩ cho cái gì cho bán được đi chứ mà hả cứ vậy hoài à. Ảnh cứ từ từ cái trong thời gian là không có bill là ảnh lại chơi game. Rồi cái mỗi lần thấy chồng chơi game là bực. Mặc dù là không có việc, khách cũng không có đặt bánh, đâu có cái gì để mà hấp tấp đâu. Mà mỗi lần thấy ảnh cầm game lên là khó chịu. Dạ khó chịu. Tại em không thích anh ấy chơi game. Dạ. Rồi bán chừng lại đó. Dạ. Thì vợ chồng chắc có lẽ là cãi vã nha. Dạ, chắc có, đỉnh điểm đúng không? Đỉnh điểm là em với chồng em gây lộn. Nhiều khi em nói nặng quá, bản thân ảnh nói á ảnh về đây là vì em. Ảnh đâu phải không có nhà cửa đâu, mà nói chuyện kiểu giống như coi thường anh.
Rồi cái thế là đùng 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 bỏ đi. Xong cái sau này mà huề rồi em nói trời, tôi đàn bạn gái hả, gây lộn á, bỏ về nhà vợ. Còn ông trời, ông trai mà ông bỏ về nhà chồng. Bỏ về nhà chồng. Anh vậy rồi, đó. Rồi có cái chuyện đó nhiều lần không Bình? Có cái vụ đó là em với vợ em giống như là hơi làm dố quá, là cũng chạy về. Giờ tôi chở bà về, tôi lấy giấy kết hôn, bà này cũng theo về luôn. Về tới nhà cái cũng leo lên lấy giấy kết hôn rồi về lại. Nhưng mà trong cái đoạn đường mà mình về á, hai người thủ thỉ rồi về tới nhà quẹo lại. Đủ để cho cái quẹo lại. Dạ. Cũng quề về nhà chồng. Em mong muốn bà xã mình thay đổi điều gì? Dành thời gian cho con với chồng, với bớt lãng mạn. Bớt lãng mạn hả? Có nghĩa là em cũng hơi là cứng trong cái diện mà lãng mạn thì em cũng không có mấy. Cái bả coi được cái clip tình cảm mà người phụ nữ kêu người ông chàng cái tay á để họ cúi xuống thì em cũng đâu biết đâu, kêu nắm tay cái bả vừa cúi xuống thì em quả phản xạ của giống như cầu thủ đá banh á, người ta chụp lại thì em cũng chụp lại luôn. Thế là khóc suốt mướt luôn, nó em hết yêu em rồi. Lúc đó em cũng không hiểu gì nữa. Thế là chụp ngay cái điện thoại coi lại cái clip đó mình mới hiểu ra là cái clip đó là clip cầu hôn. Cái clip đó làm sao đó em làm lại gì coi thử thôi chứ chị cũng chưa coi. Thì có cái clip nó kỳ vậy. Em coi chưa? Em coi chưa? Chưa. Chưa luôn. Bây giờ mình làm ở nhà đâu hay làm ở đây nè, mới là hay nè. Làm lại cái lãng xẹt hay là cái thiệt? Cái thiệt. Cái lãng xẹt đó chứ, cái lãng xẹt á. Cái lãng xẹt nó kỳ lắm chị ơi. Đó. Đâu đứng lên làm thử đi. Nó không sao đâu. Về tôi làm cho vợ tôi coi. Rồi, ông chui vô đi. Ủa? Vợ chui vô. Rồi bây giờ chúng ta làm lại cái lãng xẹt. Còn cái lãng xẹt thì sao? Cái lãng xẹt, bỏ lãng xẹt sao? Chui vô. Anh đẩy hiểu rồi. Phúc là cái đầu vô ở đây nè. Hiểu rồi, cái lòng hết hồn á. Dạ, hết hồn. Quá dễ thương. Mà từ bữa giờ tới giờ là có làm cái hành động này không? Dạ không, không hề. Mà hôm nay mới làm đúng không? Hôm nay mới làm đúng không? Đó, nay làm rồi. Và hy vọng là về nhà tối nay làm nữa. Mỗi ngày làm cái. Đó, vậy. Rồi, còn em mong muốn xã mình thay đổi điều gì? Dạ, thì ảnh trong cái thời gian mà làm việc á là em mong ảnh là giảm game lại. Giảm game đúng không? Dạ, giảm game là vậy thôi. Bây giờ chị nói nè. Vợ chồng tụi em á, nó có một cái vấn đề như thế này. Hiện giờ chồng em đang ở nhà em. Dạ. Yeah. Đúng không? Yeah. Thì em cứ hình dung đi, nếu ngược lại em ở nhà chồng thì chắc chắn em cũng có những cái suy nghĩ, những cái mà lâu lâu mình sẽ cảm thấy mình bị đơn độc. Và mình rất muốn cái sự đồng cảm lan tỏa của vợ mình với mình, hoặc ngược lại. Dạ. Yeah. Đúng không? Thì hiện giờ chồng em đang ở nhà em. Yeah. Cho nên cái việc mà chồng em sẽ rất dễ bị gọi là tổn thương, rồi mặc cảm, rồi tự ái, rồi buồn, rồi chạnh lòng nếu như cái người mà không quan tâm đến ảnh là em. Yeah. Em hình dung không? Làm sao mình bắt ba mẹ vợ mình quan tâm tới mình được, đúng không? Con thì còn nhỏ, con mấy tuổi? 2 tuổi. Đó, con mới có 2 tuổi thôi. Yeah. Thì bây giờ cái người duy nhất mà để cân bằng cái trạng thái của ảnh là em thôi, đúng không? Thì ảnh lại thốt ra cái câu là em mê bánh còn hơn mê ảnh nữa. Đúng không? Dạ. Còn em á thì tại vì sao em đang sống ở nhà em chứ em không có được cái cảm xúc đó. Dạ. Tức là vì em đầy đủ quá. Tại vì từ trước giờ mình sống cái nơi mình lớn lên nó là như vậy rồi. Dạ. Mà mình không thấy có cái sự thay đổi. Nhưng mà em phải cảm nhận được cái sự thay đổi hoàn cảnh sống của chồng em để em hiểu là em phải quan tâm đến chồng em nhiều hơn. Em luôn luôn là một cái nơi mà để cho chồng em cảm thấy là đây là nhà của mình, đây là cái tổ ấm của mình thực sự, đúng không nè? Chứ còn em cứ ôm cái bánh rồi em ôm cái hũ đường đó là chồng em đã sợ đường muốn chết rồi. Ôm cái hũ đường, ôm cái bánh rồi chồng biết làm gì giờ? Đó. Chơi game thôi. Dạ. Chơi game để mà mình quên đi cái là hiện giờ mình đang đơn độc. Nó rõ ràng là như vậy. Mà đã dạy vợ lại, chị cảm nhận là như vậy nè. Chính vì em không hiểu được điều đó nên nhiều khi cái cách nói chuyện với chồng nó rất là vô tư. Rất là vô tư thì thành ra là chồng em sẽ cảm thấy chồng em bị tổn thương. Thì chồng em lại có một cái phản ứng ngược lại thì em lại dễ bị tổn thương hay khóc nhè, đúng không? Dạ. Nhưng cái điều mà chị nói ở đây, cái người đầu dây mối nhợ phải là em. Bởi vì sao? Vì anh đang ở nhà em. Còn nếu ngược lại em ở nhà ảnh thì cái trách nhiệm đó là ảnh phải làm. Nhưng bây giờ trong quan hệ vợ chồng của tụi em bây giờ là em phải là người đầu dây mối nhợ chuyện đó. Xóa tan đi tất cả những cái đơn độc. Đừng bao giờ để chồng mình cảm thấy là cô đơn ngay trong ngôi nhà của mình nha. Thì là em luôn luôn phải quan tâm để ý đến ảnh nha.
ôm ảnh nhiều hơn đi, đừng có ôm cái bánh nữa. Đúng không? Rồi hai chồng ôm đứa con đi, coi như ba ba ngọn nến lung linh nè. Đó, đó dành thời gian ôm nhau nhiều một chút nha. Rồi, xin cảm ơn các em. Đúng không em? Rồi, chúng ta sẽ gặp lại nha.